ơi, chúng ta cùng ra sân khấu nhảy cha cha cha. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi đôi chân nhau đi nơi đây, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xanh những nước trên đường vẫn quá mộng, người xa thấm đến câu chào nói xôn xao. Vui xa thanh đàn đón chân tôi đi đón chung vui, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió trăng hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sớm mai trong tôi có một ngày đẹp mãi mãi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió trăng hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi mong hôm nay nghe không phải. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cảm ơn các anh các chị, cảm ơn các anh các chị, các bạn và các em đã làm cho đêm tiệc của chúng ta thêm phần vui nhộn bằng một bài hát rất nổi tiếng. Bây giờ mời anh Long Nhật, anh Bảo Tuấn và chị Mỹ Hạnh về chỗ nha. Xin lời cao chưa ngon đây. Hay quá anh ơi, ơi, hay quá anh ơi. Ủa chị Mỹ Hạnh ơi, chị Mỹ Hạnh, chị Mỹ Hạnh được mời tới đây hát hả? À, ủa đâu, định làm MC đó mà đại nghĩa cho cao. Dạ, chị thấy tiền cát xê chưa? Không có, cần gì, ngồi hơi chút xíu ra mời ăn mời uống đủ rồi. Dạ, thưa tất cả anh chị em, trò chơi thứ tư của chúng ta đêm nay có tên là Tam Sao Nhất Bản. Cái trò này đơn giản lắm, thời gian 90 giây, hai người đội trưởng á thi theo từng đội. Người đội trưởng sẽ ngồi bên dưới và ba thành viên còn lại sẽ đứng ở trên đây thành hàng ngang. Đội trưởng sẽ nhìn lên trên màn hình, trên đó sẽ hiện những cái từ và đội trưởng sẽ diễn tả làm sao đó để từng thành viên có thể đoán được những từ đó, đoán cho đúng nha. Nhưng mà nó khó một cái là đòi hỏi những người chơi trên này phải có một cái trí nhớ thật là tốt. Ví dụ, người số 1 đoán được chữ A, người thứ 2 đoán chữ B thì phải lặp lại chữ A, B. Đến người thứ 3 đoán được chữ C thì phải lặp lại chữ A, B, C. Và cái chuỗi ký tự đó của chúng ta cứ tiếp tục đi luân chuyển từ thành viên này qua thành viên khác, đến khi nào mà các bạn không nhớ được nữa thì thôi. Và nếu như các bạn nhớ được một từ và lặp lại đúng, chúng ta sẽ có 5 điểm dành cho mình nha. Và ở đây thì ba người chơi trên đây có quyền nhắc người bạn của mình, nhưng chỉ được quyền nhắc bằng hành động thôi, chứ không được quyền dùng lời nói. Bây giờ thì đội của chị Mỹ Hạnh đang có điểm số cao hơn. Và theo luật chơi của chúng ta ở vòng chơi thứ tư này, đội nào cao hơn đội đó phải thi trước. Mời anh Quân, Hoàng Rapper và Đình Hiếu lên đây. Bạn Hoàng Rapper gian. Ráng nha, lội xuôi vòng chứ đừng có lội ngược vòng. Em sợ chết giữa vòng. Và chị Hạnh, chị Hạnh, chị Hạnh có thể đứng lên, đứng đùi lên. Rồi, quay lại màn hình. Cô ba Sài Gòn, cô ba Sài Gòn nè. Gợi ý cho đội của chị Mỹ Hạnh nè, tất cả các từ có nghĩa sẽ bắt đầu bằng chữ H, chữ H đó. À, Hiếu Hoàng Hoàng Hiếu Hoàng Hiếu Hoàng Hiếu Hoàng Hiếu Hoàng. Chị Hạnh, chị sẽ diễn tả cho Đình Hiếu đầu tiên, sau đó tới Hoàng Rapper và cuối cùng là anh Quân, và sau đó trở lại với Hiếu, cứ như vậy. Thời gian 90 giây bắt đầu. Bông ngược với từ bông. À, hoa. Ok. Trong. Trong á, mình trong. Trong một người nào đó. Trong đó. Hay là trong? Trong á. À, hoa hồng. 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 Đúng rồi, ok. Lặp lại. Hoa hồng. Nhanh 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 nhanh. À rồi mình muốn làm tóc á, làm tóc á, mình cho nó ngắn á. Hết. Ok, hết. Ok, đọc ba chữ. Ok, qua. À mùa, mùa gì mà? Hoa phượng nở. Mùa gì hoa phượng nở? Hè. Ok. Hoa hồng hết hè. Ok. Chị là cái gì? Chị là ca sĩ thì chị hay làm gì? Hát hoa hồng hết hè hát. Ok, Quân. Ok, ok. Hoa hồng hết hè hát hit. Ok.
hôn. Hôn. Đọc đọc đúng vậy ta? Hôn. Ok, đọc lại, đọc lại. Hoa hồng hớt à hè hát hít hôn. Ok, qua. À rồi ngắt cái bông hoa lên cái mình. Hửi hửi hửi. Ok. Hoa hồng hớt. Nhanh lên. Hè hát hít hôn. Ok, qua. Một cái mùi người ta gọi là quê gì hương hương. Ok, đọc nhanh hoa, lên. Hoa hồng hớt hè hát hít hôn hửi hương. Hết giờ. Quá tuyệt vời. Sôi não, sôi não rồi. Về. Phải nói là đến anh Quân là rất là sôi não thiệt luôn á. Bởi vì một chuỗi từ đi theo một vòng xoay tua trở lại xoay tua với mình. Và tất cả là 9 từ 45 điểm. Đến lượt chơi của đội anh Bảo Tuấn. Anh sẽ là người diễn tả nha. Mời ba thành viên còn lại lên đây. Thảo Nguyên cuốn lên, anh Nhật cuốn lên. Đội của mình tất cả các từ có nghĩa sẽ bắt đầu bằng chữ cái Q. Thời gian bắt đầu. Người ta kêu bằng gì sĩ? Dạ, quân, quân sĩ. Đúng. Mình đang làm gì nè? Quay. Tên Nhật, tên Quay Nhật. Không phải, thì quýt. Quýt, trước thì quýt. Quấn. Đúng rồi, quấn. Rồi, quân, quấn. Đó. Quấn gì? Tên em tên gì Vân? Tên Nguyên, nhanh lên. Trời đất ơi. Quấn quýt. Rồi. Tập từ đâu? Quân, quấn quýt. Rồi. Rồi. Cái gì tặng? Quà. Đúng. Quân quýt quýt quà. Đúng. Hay. Cái gì thương? Người ta kêu có gì? Thương. Quê. Đúng rồi, chính xác. Quân quấn quýt quà quê. Đó, cái này mới khó nè, cái này mới khó nè. Quên. Đúng, chính xác. Quân quấn quýt quà quê. Quên. Đúng. Hoa. Hoa gì ta kêu bằng cúng hoa gì? Cây đó. Cây trái. Quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Quân quấn quýt quà quê quên quả. Cái quýt còn kia bản gì? Cái quýt còn kia bản gì? Quốc quốc. Chính xác. Quân quấn quýt quà quên quả quốc. Chính xác. Thiếu một chữ rồi. Quê quên. Nín. Quê quên. Quân quấn quýt quà quê quên quả quốc. Rồi, cái chữ gì mến? Trước chữ mến á. Yêu mến. Quên. Hết giờ. Quy. Đang nói chữ Quy mà. Quy à. Trời tôi ơi. Tôi nhớ là chữ Quy đâu. Ừ, em mời, là biết ai là sức rồi. Lẽ ra. Ủa sao anh biết được ai đây ngoài ta? Mình là mình hên. Không, anh Tuấn. Lẽ ra dù anh nói ở dù vàng bạc đá gì. Ta nghĩ ra ngay được cái chữ Quy. Chị ba nói quá xuất sắc luôn. Cái cách mình diễn tả nó cũng phải nó linh động. Thì người chơi, những thành viên còn lại trong đội mình mới đoán dễ. Đội của anh Vương Bảo Tuấn trả lời đúng được 8 từ. Wow. Nhưng trừ bớt đi 1 từ do Thảo Nguyên bị phạm quy. Và với 7 từ thì đội của anh Tuấn được cộng 35 điểm. Kết lại thử thách thứ tư của đêm nay, điểm số của cả hai đội như sau. Đội của chị Mỹ Anh được 65 điểm. Đội của anh Vương Bảo Tuấn 47 điểm. Cười và điều đó có nghĩa là phải chia tay với anh Tuấn tại đây. Mời anh lên đây. Có mình anh à. Dạ. Chia tay mình anh thôi, nguyên đội anh được giữ lại. Ốc ơi, ốc đâu rồi, ốc ơi, sao quá ốc ơi. Bây giờ anh nhìn lại ba thành viên của mình đi. Sao được. Người ta chia tay anh đó mà người ta rạng rỡ kia chưa. Anh có cảm xúc gì anh muốn nói với họ nè? Về đây bên em. Người ở lại. Dạ. Vẫn bình thường. Đây đến đây chơi là vui, vui là chính. Vui không? Nên thắng thua không quan trọng. Quan trọng được gặp em, được gặp và tất cả những mặt rất ngon ở đây. Cho nên bây giờ là anh Tuấn qua bên kia mở nước với mấy em của em nha. Đúng. Đi. Và chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng của đêm này, đêm tiệc cùng sao.